Ok, lại quay cho anh em clip vừa nhận cái đầu Honda CR-V của bác khách đấy ạ. Đang còn nguyên đấy nhá, bác yêu cầu này. Màu đen, full chức năng, giải mã lốt led USB Bluetooth, cổng ra hai đôi loa AV audio in out in 3.5 anten radio, gửi sơn loa tòa nhà HH4C Đình Đàm Hà Nội đấy. Vừa nhận của bác xong đây, em sẽ làm cho bác ngay. Ok. Đấy, quay chi tiết cho để bây giờ em sẽ làm xong và làm xong con này em sẽ quay luôn cho bác sản phẩm đã hoàn thành bác nhá. Bây giờ em lấy con này ra cho. Đấy. Rồi. Đây là một con đầu Honda CR-V. Tính năng nó chỉ là một cái đầu đĩa CD. Con này rất nặng vì nó là 6 đĩa. Em sẽ làm full lên cho bác. Ok. Chưa có dây nhựa gì cả, bây giờ phải làm. Rồi, xong. Bây giờ sẽ làm luôn cho bác và lát nữa sẽ có clip. Ok, tiếp tục clip thì bước 2 em đã độ chế xong. Độ chế xong là thứ nhất là em đã độ chế cái jack AUX. Rồi đấu nguồn, đấu dây nhựa, anten, chế anten, nói chung đầy đủ như này. Bây giờ em lại cho vào một hộp màu đen như ý của bác. Đấy. Em cho vào hộp và em làm full lên là xong. Mặt đít V6 đầy đủ. Đấy bác nhá. Đấy. Ui giời, cũng mất rất là nhiều công vào đây đấy. Ít nhất là mất một giấc ngủ. Rồi, xin cảm ơn. Ok bác nhá. Bác khách ơi, em đã làm xong rồi đấy đây. Bây giờ quay cho bác này màu đen này. Bây giờ lại test. Ok chưa bác? Đây. Honda CR-V em lấy nét cho bác xem ảnh siêu nét luôn. Một màu đen đen, siêu đen khí tộc luôn. Bây giờ cắm điện. Cắm điện bác nhá. Cắm điện này. Cắm điện nè. Cắm loa vào như chứ. Con này 6 đĩa cho nên là cái đầu 6 đĩa thì bao giờ chưa nó khởi động. Đấy, power FM. Em mở một cái FM mà. Để có thể trợ lương cho người lao động khi thiếu việc. Và thứ hai là cũng hoãn chưa phải nộp cái rồi. Em thử cái USB. VAT 2020 hoãn đến cuối năm, cái doanh nghiệp phải nộp, tạo cái dòng tiền tốt hơn để USB cho bác này. Bỏ anten này đi. Lớn của ngành dệt may đảm bảo an sinh và trật tự xã hội. Cái thứ ba là cho phép ngành dệt may chuyển sang chế độ. Rồi, test USB cho bác. Mày có USB có nhạt nữa. Rồi, test Bluetooth trước cho bác nhá. USB muốn cắm USB thì phải chuyển, em sẽ đấu chế độ ưu tiên USB trước. Còn bây giờ là em đang ưu tiên Bluetooth. Thì em bật Bluetooth lên. Liên kết thành công. Mở một cái nhạc bỏ qua quảng cáo, em phải mở tiếp Thanh Tuyền cho bác nghe. Đấy.
trong này không có CD, CD của bà có bò, bà bò đĩa vào là được kệ bác. FM bạc ấn vào FM. Mặc dù đây là những ngày cuối cao điểm quyết toán. Thanh Tuyền. Quay. Tôi viết lên đây làm cái loa này, loa tét. Ngày nào đã quen. Và tình yêu đó. À, bộn loa luôn. Rồi, xin cảm ơn nha. Bà khách chơi nhận hàng.